cho lòng con. Đêm sương lạnh mẹ đã hứng che cho đàn con yên giấc qua đêm dài. Ôm tay mẹ làm gối suốt đêm, mơ về giấc mơ như những ngày thơ. Mẹ tôi đã già yếu lắm, tôi ngồi xoa bóp tay chân cho mẹ, nắm lấy bàn tay mẹ trong lòng tay mình mà nghe xót xa dâng trào. Bàn tay này đã không còn bụi đang đen bám, nhưng bàn tay ấy giờ đã khô quắt nhăn dao, nhưng là bàn tay của một người mẹ giàu nghị lực, hết lòng thương yêu chồng đôi con. Đôi tay mẹ gầy đón chút nắng mai, mong được vút ve dưới ấm cho lòng. Cho đàn